Trời ơi, rớt ma kiếm rồi kìa. Đâu rồi, ma kiếm đâu rồi? Anh không có giỡn đâu nha, mấy em giỡn kỳ ghê á. Ôi trời ơi, được giỡn với tụi em là cả một niềm hạnh phúc đây nha. Từ hồi tụi này tôn anh làm sư phụ, hình như cái mắt kiến của anh ngày càng dày ra thêm á. Nè anh Hải, không biết ma xui quỷ khiến gì mà anh lại thành lập một băng nhạc. Cái thôi mà anh hai, cũng tại mày á. Cái anh này, năm nay mà tao không tốt nghiệp nhạc viện được á là mày phải bắt đền đó. Hả? Không dám đâu, thì rớt là tại anh, đừng có đổ thừa nha. Đúng rồi. Ôi, từ lâu rồi em vẫn mơ ước trở thành ca sĩ giống như là Madonna ấy. Ít, nhưng mà không phải là sếp đâu nha. Một ca sĩ nổi tiếng với sau lưng mình là cả một đoàn người, hàng hàng lớp lớp vũ công, hàng hàng lớp lớp những ánh đèn sao băng. Mình sẽ đụng với những đàn anh sừng sỏ như là Princess, Greenfield và ba con mèo. Đừng lo, mình sẽ trở thành ban nhạc lừng danh nhất, nắm con chuột đồng quê. Hay quá à, các bạn nói nghe rất chí lý. Nhưng mà bây giờ muốn trở thành cái gì á thì tụi mình phải ráng tập luyện nha. Đúng rồi, mình bắt đầu đi anh Hải. Ờ, bắt đầu đi. Alo, 1, 2. Anh Hải ơi, em bắt đầu nha. Rồi. Bắt đầu. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn trẻ thân mến, và sau đây là phần trình diễn của ban nhạc Ngũ Kim chúng tôi. Có mặt trong ban nhạc chúng tôi gồm có Kim Loan, lead guitar, Kim Dung, organ, Kim Vân, bass, và sau cùng là tay trống Kim Chi. Tụi em có mệt không? Cả nhóm mình phải ráng tập. Anh nghĩ tụi mình sẽ thành công. Thôi anh đi nha, anh có công chuyện. Bye. Ê, nói nghe nè, tụi mình yếu tài chính quá, làm sao mai đồng phục được. Mình có hứa với Hạnh rồi, chuyện đó để mình lo. Với lại ba má mình mua bán, dù sao cũng đỡ hơn các bạn ha. Thôi về nha. Bye. Bye. Em lúc nào cũng đẹp hết. Anh đừng có định đồng, em không có chấm điểm cho anh đâu. Xin mời. À, xin hân hạnh mời công chúa lên xe. Công chúa sẵn sàng lên xe phân khối lớn. Ủa, nhưng mà đi đâu vậy? Xin mời. Cứ đi rồi sẽ đến. À! Anh nè, dạo này sao em hay đến nhà trong quá vậy? À, em có một dự án đặc biệt đang phối hợp với các bạn thực hiện đó. À, một dự án kết hợp giữa kinh tế và văn hóa, đúng không? Sai rồi, đơn thuần là lĩnh vực âm nhạc thôi. Em định làm cái trò gì vậy? Em nên nhớ em đã qua năm thứ 2 đại học kinh tế rồi. Anh tưởng em đang chọn dự án đầu tư cho tương lai. Em vẫn hoàn toàn rỗng tuếch về những cái gọi là dự án kinh tế. Em yêu âm nhạc, em muốn trở thành ca sĩ thôi. Vậy tại sao hồi đó em lại thi vào khoa quản trị kinh doanh? Đó là vì em yêu anh, em muốn làm điều mà anh thích. Thật chỉ có trời mới hiểu em.
Sao hôm nay chủ nhật anh không đưa em đi chơi? Cho anh xin lỗi nha. Em, Hạnh à, chúng ta đi đi. Đi em. Lên xe. Con mới về. Má ơi, má thấy đỡ chưa má? Bụng má vẫn còn đau ngâm ngâm hoài. Bữa nay chủ nhật, con có đi làm không? Dạ có má. Hôm nay con làm ca tối, tới hơn 10 giờ đêm con mới về. Má ngủ trước đi, đừng chờ con nghe má. Má có để sẵn tô cơm chiên cho con. Má nghỉ nha má. Năm cô học trò của anh có đủ sức đưa ban nhạc bước lên đài khí tượng được không? Cái gì mà đài khí tượng hả con khỉ? Đừng có nói gỡ nghe bạn. Ý nó muốn hỏi anh có thể đưa tụi em lên đỉnh mùa đông được không? Tới mày á thì là đỉnh mùa đông đó. Ừ, mùa đông lên đỉnh nâng cao. Thì méo mó nghề nghiệp chút đỉnh không được sao? Dù muốn bay cao thì phải có gió. Ban nhạc các em có lên được hay không là nhờ nhiệt tình tập luyện của cả nhóm. Còn anh chỉ là người định hướng thôi. Muốn hụt hơi rồi nè. Coi kìa. Coi. Thôi ba đứa đi cửa hàng. Anh có công chuyện phải về trước. Nhớ mua vải đồ đẹp nha. Còn tiền anh Hải? Cứ mua đi rồi tính sau. Mình cũng về luôn nha. Sợ về trễ ông bà vũ thì khốn. Mà nhớ nha, bà là ca sĩ thì phải mua vải màu khác. Nhớ đó nha.
Ê, con Tiên mua giải làm sao? Thiệt tình cái bà này, mình mua về bắt đầu ý kiến ổng mẹo. Còn tôi với bà đi mua nè, mai mốt mà có ý kiến hả, mình ký vô đầu nó. Dung. Tuấn làm Dung hết hồn mà, cứ tưởng là gặp bọn cướp chuyên dịp dây chuyền trên đường phố. Hạnh nè, cho Tuấn mượn Dung chiều nay nghe. Không dám đâu, mấy người là sát với Nam Châm, mình không muốn làm vật cản. Xin hai người cứ tự nhiên. Khi nãy mình quên nói với Hạnh là mình có hẹn trước với Tuấn, bây giờ mình giao toàn quyền cho Hạnh quyết định đó nha. Bye. Đi nghe. Bye. Chúc hai người hạnh phúc nha. Ê, còn chuyện đi mua giải sao? Bỏ thua mình hả? Nói gì nghe hay lắm. Tao trí đầu mày. Cô em ơi, chiều chủ nhật đẹp trời, mời cô em đi dạo với anh một vòng rồi ra bờ sông tham gia câu cá nha. Không dám được, em còn phải học bài. Loan. Con đi lâu giờ này mới về? Dạ, dạ con học nhạc ở nhà văn quá. Ở rồi cái con tranh thủ đến nhà con Nga học anh văn luôn đó ba. Thôi mà, ông để con nó đi thay quần áo rồi còn ăn cơm nữa. Ông gắt gao với con chi vậy? Để cho nó nên người. Mọi việc không còn đơn giản đâu bà. Con phải viết thời khóa biểu rồi dán trước cửa phòng cho bà biết. Thôi, con đi vô phòng thay đồ đi con. Dạ cảm ơn má. Chào ba. Thiệt tình. Con gái lớn rồi, phải nghiêm khắc đối với nó. Chiều chuộng nó quá rồi nó sẽ hư. Cái ông này, tôi hiểu con tôi hơn ông nhiều.
Chị Ba, sao vậy? Ê mấy bồ ơi, hôm nay trời nóng nực quá ha. Sao mình thấy khô cổ quá à? Anh Hải ơi, khát nước quá, làm sao tập được đây? Ước gì mình có cây cà re mà ngậm chắc là. Mấy cô á đã đến trễ tôi còn chưa phạt. Còn mày đã kiếm chuyện nữa hả? Đúng rồi anh Hai ơi, tại chị Hai này nè, đợi lâu muốn chết luôn hả? Con gái mà không ăn hàng hả là không phải con gái. Kìa, đừng lại vô tới vô. Ê, con gái không ăn hàng không phải là con gái. Con gái đó. Ôi, chờ tao với rồi. Cái này của tao. Của tao hả? Ngon quá hả? Ê, sao mày hay biết nha? Sao mày biết nè? Hết biết. Ê quay coi kìa. Nè. Anh đi nha. Anh Hải, cảm ơn anh nghe. Anh Hải, xin lỗi anh Hải nha. Xíu nữa là em quên phần anh rồi. Nè. Ý tình à. Chi á, có đơn vị nào tài trợ cho mình sẽ đeo huy hiệu đó trên áo. Có rồi, công ty trách nhiệm hữu hạn Coveso Conveso do ba của Loan nè làm giám đốc, chuyên sản xuất sơn chống thấm đó. Nếu như không có ông tài trợ hả, làm sao có bộ đồ đỏ đẹp vậy, đúng không Loan? Không dám tài trợ đâu, thôi đừng có xạo nữa đi bạn. Ê tụi mày, tại sao đồ tao đen thù lù vậy nè? Cho tao mặc đồ đỏ giống tụi mày đi. Ôi trời ơi, đặc biệt chỉ có ca sĩ là mặc mấy cái màu khác thôi đó hả? Mấy tụi bay rồi, Chi và Hạnh mặc vô thử đi. Bảo tao là nổi đi. Đồ đỏ này hả, để dành cho nhạc công mặc thôi. Người ta nói chỉ quen với một người con gái là cũng đủ làm tan xương nát thịt rồi. Còn đằng này, mình lại dám đi đường dài với một cái chợ chồm hổm di động. Thôi đi, con nhỏ này lại nói bậy nữa rồi. Thôi, hết giờ rồi. Ê anh Hải, úp mặt vô tường cho tụi em thay quần áo nè, khi nào có lệnh mới được quay ra nha. Ê mày coi anh Dung nó mặt kìa, dám chè tao, dám chè tao. Ôi chú ý rồi. Cái ủa thay đổi đây hả? Dạ. Yeah. Hết biết. Xong chưa? Chưa. Ê, anh Hải, anh Giang nghe, chưa có lệnh tụi này mà dám quay ra ha. Xong rồi. Một, hai, ba. Đẹp ghê chưa. Trông có cái áo vô không mà, mà cũng bắt người ta úp mặt vô tường nè. Thật quá trời. Hết biết luôn. Anh Hải thua hai không rồi. Ê, tụi bay, lâu lâu phạt thầy một bữa cũng vui ha. À, bữa nay đánh nhạc chào, chi mà đánh rớt ra ngoài khuôn thì sẽ hết biết. Chuẩn bị nha.
nhớ lẹ lên nha. Ờ. Năm phút ra liền. Ê Dương, bà Dung đâu rồi? Hẹn người ta tới nhà rồi bỏ đi mất à? Làm chị kiếm muốn hụt hơi luôn. Vừa mới tới tức thì nè bà. Đợi bà hả? Hiếu khách luôn. Thông cảm giùm đi, tại kẹt xe chứ bộ. À, mà kết quả ra sao rồi? Đậu hay rớt? Cái gì đậu hay là rớt? Tôi cũng như bà nè, đang đứng ngoài đây đợi đó. Con Dung còn dò kết quả bên trong đó. Trời ơi, vậy mà cũng bị đặt đi sớm, bỏ người ta. Ê bà. Cái gì? Không biết là con Dung có đậu không ha? Ờ, học viên Dung hả? Đậu là cái chắc. Mình cái với Loan nha. Nếu Dung mà rớt hả, mình đãi Loan một chầu. Đồng ý, cá liền. Nếu như Dung đậu á, mình bắt Dung thao mình một chầu ha. Ý, nhìn cái miệng của bà là biết ham ăn rồi. Sao? Thắng tôi bà cũng được hưởng mà. Ê, Dung nó ra kìa. Ê, Dung. Mình rơi như cái xùm, chỉ thiếu có nửa điểm mà. Tức ơi là tức vậy đó. Đừng có buồn, học tài thi phận Dung ơi. Nhưng mà chỉ có nửa điểm mà, ai lại keo kiệt như vậy chứ. Bí bồ ơi, mình đậu rồi. Con bồ Dung ơi, Tuấn đậu rồi. Còn Dung thì sao? À, mình quên. Tiếc quá. Bây giờ lớp mình chỉ còn lại Tuấn với lại Trúc đi đường dài với nhau. Sẵn đây mình mời Dung với các bạn Dung đi ăn chè với mình. Một cuộc khao mừng nho nhỏ. Tuấn đồng ý không Tuấn? Đi thôi Dung. À, cảm ơn lòng tốt của bạn. Hai người nên đi ăn chè đậu với nhau đi. Dung thì rớt hả? Mình sẽ đãi nó bằng chè bưởi. Đi Loan. Ừ. Dung. Dung. Tuấn nè. Tuấn đừng làm Trúc buồn nha. Con gái gì mà phòng ốc bừa bộn vậy? Vậy vậy mẹ hỏi coi. Mẹ. Sao? Kết quả thế nào? Dạ con rớt mà má ơi. Rớt? Rớt là sao? Dạ con chỉ thiếu có nửa điểm mà má. Thiếu nửa điểm cũng là rớt. Đã nói rớt là rớt. Thiệt uổng công ta cho mẹ ăn học mà. Chỉ tội cho con mẹ già này vẫn còn mơ mộng. Đêm nào cũng nằm mơ thấy con gái mình sẽ là bác sĩ tương lai. Cái đầu này nè, coi vậy mà rỗng tuếch à. Nó như là cái sọ dừa. Tại sao thi rớt? Nói nghe coi. Dạ, con cũng cố gắng hết sức, nhưng không biết tại sao nữa. Thì cũng tại ba cái vụ đờn ca hát sướng đó. Nhắc đến là càng nổi nóng lên à. Để coi mày chứa gì trong cái túi này. Má. Quần áo mới nào đây? Đồng phục ban nhạc của con đó má. Cũng tại ba cái thứ chết tiệt này mà mày phụ lòng dạy dỗ của tao mà. Má. Nhạc nè. Nhạc má. Nè. Nhạc. Nhạc nè. Má, con thì rất không phải là một cái tội. Xin má đừng xúc phạm đến con. Trời ơi là trời. Ngó xuống mà coi nè trời. Con cái đời nay thì rớt mà cũng không cho mẹ nó nói nửa lời nè trời. Thưa ba, thưa má, con mới về. Con vô cái cặp táp, thay quần áo rồi xuống đây ba má nói chuyện. Dạ. Loan. Thôi đi đi con. Bà, đứng lên cho bà hỏi. Không đi đâu hết. Tại sao con dám mở tủ của bà lấy cắp 1 triệu đồng hả? Không có đâu bà, thiệt mà. Trời ơi,
Tôi tin là con nhỏ nó không có lấy mà. Ông... Trời, bà im đi. Để tôi dạy con. Con bóng đâu? Đem bộ đồ liên gia ra đây. Mày làm gì kỳ vậy? Bộ sao nó cắn hả? Đưa đây. Dạ. Thưa ông, tại con cổ phiêu ninja hoài nên con bị ám ảnh. Bông, mày nói đi. Mày thấy bộ đồ ăn trộm này ở đâu? Dạ thưa ông, con thấy bộ đồ này. Xin lỗi cô Loan nha. Bộ đồ này con nhìn thấy trong phòng của cô Loan á. Rồi, mày thấy chưa? Nếu con không ăn cắp tiền của ba thì con sắm bộ đồ này làm cái gì? Không có đâu con. Biết đâu cái gian nó đem bộ đồ này, nó quẳng vô phòng của con làm sao? Ông, chính bà nói với tôi là có người mặc đồ ninja xâm nhập vào phòng mình mở tủ vậy mà. Thì nhưng mà tôi đâu có nói đó là con Loan đâu. Bông, mày kể lại cho cả nhà nghe đi. Anh yêu em như rừng yêu thú dữ. Anh xa em như thú dữ xa rừng. Bà thấy chưa? Đứa con gái út mà tôi cưng nhất lại là đứa ăn trộm trong cái nhà này. Dòng họ nhà này không ai như vậy cả. Loan, con nói đi. Con ăn trộm tiền bà đi làm cái gì? Mua xì ke, xe lưu sen, mua cả sida cho người à? Thì ông... Loan, bà không muốn nhìn thấy mặt con nữa. Đồ con hư. Con Loan. Trời ơi, ông ơi là ông. Con triệu đồng bạc à? Mà ông xoài xẻ con vậy đó. Ông ác lắm. Biết đâu là con đang trộm tiền là vì lý do chính đáng thì sao? Đã trộm cắp thì không còn gì gọi là chính đáng cả. Ông ơi ông, lỗi tại con, lỗi tại con. Xin ông tha tội cho cô Loan nghe ông. Nghe ông. Xin ông tha tội cho cô Loan. Lỗi tại con mà. Con không có lỗi gì cả.
Được rồi đó Chi, tụi mình ăn lẹ đi rồi đến chỗ tập dược. Không thôi trễ đó. Nấu nồi củi mệt thiệt, chứ gặp bếp ga nhà mình bật cái tách là xong. Loan vô ở nhà của Chi hả? Là bước vô một khoảng không to tướng. Nhà thì không anh em, không tivi, không tủ lạnh, không bếp ga. Chỉ có cái giường với bà mẹ bệnh hoạn thôi. Thôi đi Chi à, mỗi người một hoàn cảnh, Chi đừng có than thở nữa. Mình thì mình có tất cả, nhưng mà những thứ đó đâu phải mình làm ra đâu. Điều đó không đáng hãnh diện chút nào hết Chi ha. Thôi mình ăn đi Chi. Ừ. Coi chừng nóng đó. Ui à. Loan, đi ra ngoài trước ăn đi, khói quá. Ừ. Để khỏi trở thành những kẻ rỗng tuếch, nhóm nhạc tụi mình còn phải cố gắng thật nhiều. Tụi mình phải quyết tâm lấy giải cao trong liên hoan nhạc trẻ năm nay. Hai Loan, ha? Ừ, mình thấy khó quá. Với lại nhóm mình đang nghèo, thiếu mạnh thường quân, ăn tập lại rời rạc kiểu này, sợ ra mắt còn không nổi nữa, nói gì đến thi thố. Ê, đừng nói kiểu tháo lui chứ, chị Chúa ghét loại tư tưởng đầu hàng đó à nha. Xin lỗi Chi, nhưng mà Loan chưa thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Rồi tụi mình sẽ làm sáng tỏ cả đường hầm. Vô nè. Chết cha, quên dĩ hột vịt chiên rồi. Ờ ha, chờ chút xíu nha. Ê, anh Dũng. Loan đang trật qua vậy, còn Dung chỉ vô có một khuôn đầu mà cũng không xong nữa. Không còn tinh thần đâu mà tập vợt. Tối hôm qua mình và Minh gặp nhau coi như là lần cuối cùng. Không hiểu mình có còn đủ can đảm để chơi với các bạn nữa không. Bình tĩnh đi Hạnh, chuyện đâu còn có đó mà. Chuyện ra sao, kể cho tụi này nghe đi. Ừ đó, có lẽ nên kể cho bọn mình nghe, biết đâu. Chuyện có hay gì đâu mà kể. Tất nhiên là không hay rồi. Nhưng mà cứ kể đi, biết đâu tụi mình giải quyết được thì sao. Về vụ may đồng phục, lần đầu tiên mình đã làm cho ba mình buồn giận. Thẳng tay đuổi mình ra khỏi nhà. Mình bỏ nhà ra đi, cuộc sống bình thường coi như tan vỡ. Ai biểu bọn cấp tiền làm gì? Tại sao bộ không hỏi xin thẳng? Dân nghĩ bọn mình là cái gì chứ? Chỉ là một đám con gái lao chao, dễ gì xin được ở ba mình sự giúp đỡ vô cớ như vậy. Hôm nay mình phải lao hết từ nhà trên đến nhà dưới, làm đủ mọi việc, ly tách, chén dĩa, sắp xếp hai cái kệ sách cho ba nữa, rồi mới được đi ra khỏi nhà. Thiệt là chán. Còn chiếc áo đồng phục mới đem về đã bị má mình cho bốc hơi rồi đó. Coi như tiêu cái công trình của tôi. Lại thêm nhỏ Trúc, hồi học phổ thông chưa bao giờ vượt qua được mình, giờ lại thi đậu vô đại học. Trong đời mình chưa bao giờ bị thất bại chua cay như lần này. Đó là tất cả những nguyên do khiến cho hôm nay mọi người tập vợt một cách rời rạc chứ gì. Nói thật với các bạn, mình mới là người khổ nhất trong nhóm nè. Nhà thì đơn chiếc, một mình đi làm nuôi mẹ, thiếu trước hụt sau, nhưng có điều gì khiến cho mình chán nản đâu. Sau những buổi sáng tập vợt về, các bạn có thể nghỉ ngơi, có thể đi chơi. Còn mình lại vào ca từ lúc 2 giờ chiều đến 10 giờ tối, ngồi tê dại trước máy dập hộp. Có khi tăng ca mình phải làm tới 2 giờ khuya mới được về nhà. Đôi lúc trong nhà thiếu hụt,
không có một đồng xu để mua gạo nữa. Nhưng mà mình có than vãn với ai đâu. Tụi mình vừa mới kết lại, chưa biết mến nhau thì lại chuẩn bị tan rã. Đồng ý là ai cũng có những khó khăn riêng, nhưng mà trên đời này các bạn nghĩ xem, có một công việc nào mà không vấp phải những khó khăn đâu. Chúng ta lại mau nản đến như vậy sao? Hạnh, Hạnh là người khởi xướng rủ rê, đã gây cho mình một niềm vui, một niềm hy vọng. Vậy mà bây giờ chính Hạnh, Hạnh cũng lại là người muốn bỏ cuộc nữa hay sao? Từ nhỏ đến lớn mình đã sống trong nghèo khó cô độc. Thấy ai giàu có, mình không dám kết bạn, không dám đến gần. Âm nhạc đã làm cho mình bình đẳng với các bạn. Với Hạnh sang trọng, với Loan giàu có, với Dung tươi trẻ, với Dân hồn nhiên, các bạn là gia đình của mình, là hơi ấm của mình. Vậy mà trong thoáng chốc, những cái riêng đã làm cho người ta quên đi tất cả mục đích chung. Không lẽ đã là con gái thì không ai có thể thoát khỏi những cảnh thường tình được hay sao? Các bạn hãy đi hết đi. Mình sẽ đẻ gãy cặp dùi này, sẽ không bao giờ biết đến âm nhạc là cái gì nữa. Hãy đi hết đi, hãy để mặt tôi. Trời hạnh phúc giang tay chờ ta. Đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn sự ưu ái của quý vị khán giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình sau. Từ từ, từ từ. Anh Hải thấy tụi em này diễn hay không? Ui dạ. Nghe nói nè, tụi em ơi, anh mới vừa nhận được show ở nhà hàng ca nhạc mới khai trương. Đây cũng là cơ hội tốt để gây quỹ cho cả nhóm. À, và cũng để cho tụi em dày dạn trưởng mạc hơn. Biết rồi, nói mà chán lắm. Thôi, kiếm gì ăn đi, rồi chia tiền tụi em luôn. Đúng tiền, rồi. Tiền cái gì? Mày đấy nha, mày cứ chọc tao hoài à. Kỳ này hả, tao sẽ trừ tiền dạy chơi nhạc cho mày biết tay. Đâu? À, thôi đồ biết muốn ăn không, muốn ăn không? Thì thay đồ lại lên. Mấy anh cần gì? Tụi tôi là ban nhạc mà. Ban nhạc ngũ kim đây. Ngũ kim hay ngũ quỷ gì tao không cần biết. Ê, biết tao lại không? Anh Hải, đúng rồi, anh Hải, anh chị. Ngũ kim à? Anh Hải, sao tự nhiên kiếm chuyện vậy?
Có chuyện gì các anh cứ nói. Làm gì vậy? Tụi bay làm vậy không có phải. Tại sao lại đi đánh người ta? Anh ơi, anh có sao không? Quanh tiếp anh. Anh Hải ơi. Anh không sao. Ủa sao vô lý vậy trời? Anh có sao không? Anh Hải không sao. Xin lỗi mấy anh. Mấy anh cần gì ở tuổi này? Xin tỷ giới thiệu, mình là Dũng Đầu Bò. Tuổi này thấy mấy cô em dễ thương quá nên muốn mời đi ăn tối thôi. Mời cái kiểu của mấy anh á, có ma mới đi với mấy anh. Tại thấy cái lão cận kia dễ ghét quá nên gãi nhẹ chút thôi. Bây giờ yêu cầu để tụi này đi được không? Khoan, đâu có được vậy. Phải đi ăn tối cái đã. Nè mấy anh ơi. Đi này ấy. Tao xin lỗi nha. Anh có biết là con gì nó ưa nhai lại không vậy? Con gì vậy? Các anh có biết vô cớ đánh người là bị đòn gấp đôi không? Ngon hả? Không biết. Ê tụi bay, quánh gấp rưỡi thôi. Chết rồi chưa? Vậy mà cũng đòi làm anh hùng hảo hán. Vô nè. Lên đi mày. Vô nè. Cho mày chết luôn. Vô đi. Ủa mà sao có nhiều người thích đánh nhau quá vậy? Thì tại họ dư máu. Lên hôn dám hôn. Ủa dư máu sao đem hiến máu nó tốt hơn? Trời ơi khổ quá đi. Dư máu có nghĩa là họ không nên kiếm chuyện đánh lộn. Ủa mà để làm gì ta? Nói chuyện như anh thì xã hội mình ai cũng tốt hết. Hay quá. Vô hay quá. Vớt nó đi. Trời ơi tôi chết rồi. Hải ơi anh có sao không? Trời ơi tội nghiệp quá. Thôi đứng lên đi này. Thôi hai bạn ơi, tập dày đủ rồi, tha cho ảnh đi mà. Không sao tập tiếp ha. Mới có tập có chút xíu à, anh hay dở quá. Anh hay dở quá, phải tập cho anh dài chiêu mới được. Anh thấy đêm hôm qua không? Em rủ anh đi tập võ hoài anh có chịu đâu. Đúng rồi, anh hãy phải chịu khó chứ. Để lúc đụng trận còn che chở cho chi nữa chứ. Ha, khỏi cần anh đi. Em cũng có võ chứ bộ. Hoài nhẹ. Thực khách bàn số 5 xin tặng ban nhạc Vũ Kim $100. Không sao đâu, không sao. Chào anh. Xin chào. Thật tội nghiệp cho các cô gái khi anh đem nghệ thuật của họ bán rẻ vào những nơi thô tục như thế này. Anh nói cái gì bán rẻ? Cái gì thô tục? Nhóm chúng tôi đang cần tiền để dàn dựng tiết mục mới. Giả lại biểu diễn nghệ thuật ở một nơi
mà người ta vừa ăn vừa thưởng thức. Đó cũng là một cách biểu diễn thiết thực. Mong anh đừng nặng lời. Nhưng mà anh có thấy hành động của gã thực khách gì rồi không? Hắn đã coi nghệ thuật của anh cùng các cô gái tội nghiệp kia không đáng ba xu. Anh thấy không? Khi hắn cho tiền một cách bỉ ổi như vậy. Đó là một gã say. Một con người thiếu văn hóa, lẫn lộn trong số người lịch sự, đang ngồi thưởng thức ở bên dưới. Anh cứ coi đó là một hạt bụi lẫn trong bầu không khí trong lành. Đôi khi nó làm sót mắt anh một chút, nhưng không đáng để chúng tôi quan tâm. Một sự xúc phạm đến nhân cách người khác mà anh cho là không đáng quan tâm mà. Vậy thì anh quan tâm cái gì nè? Anh quan tâm những đồng tiền các cô gái mang về cho anh. Anh... Một gã bầu xô không đáng, mặt bún ra sữa như vậy à? Xin lỗi, anh nên xem lại cách ăn nói của anh. Nè, như vậy là quá lịch sự rồi đó anh bạn à. Tôi nghĩ đây là lần cuối cùng tôi với anh đề cập đến chuyện này. Nè, với tôi đây chỉ là lần đầu thôi. Nếu anh còn tiếp tục những trò như thế này thì anh đừng trách tôi nha. Tôi không có bổn phận phải nghe lời anh. Trời ơi anh hai, anh hai, sao không vô tính tiền cho anh ta? Mày vô trả đi, còn bao nhiêu cho mày hết. Trời ơi, hôm nay là ngày gì hên quá ông địa ơi. Ủa sao có 200 ngàn hả anh hai? Rồi không đủ có nước động thổ luôn quá. Cắt cho ăn. Đầu tiên dưa cao su mà ăn gì? Anh sẽ cho chi miếng bự nhất vì chi ngoan nhất nhóm. Cho nó một mình đó. Tạt nước mặt này nè, trả thù mày nè. Ê cô kìa, làm giống thiệt á. Trời ơi, làm thiệt. Trời gỗ hả? Trời ơi. Nhỏ này nhỉ. Rồi. Trời ơi. Chưa thiệt hả? Thiệt chứ. Thấy anh tài chưa? Đâu có thua gì nhà ảo thuật gia David Copperfield. Trời ơi, anh mà là ảo thuật gia David Copperfield hả? Em tình nguyện làm cô gia Shifter. Nhưng mà tao chỉ sợ tao ngồi dập hộp hoài, cái lưng tao còng xuống, tao làm siêu người mẫu hỏng được. Thôi, anh có việc phải về trước. Ngày mai nhớ có mặt sớm để đi diễn ở Vũng Tàu nghe. Dạ, tôi thưa anh. Chị bị bẻ rồi. Hả? Ôi,
Chi? Em à, em có sao không? Nè nè, em à. Cứu tôi, cứu tôi với. Anh Minh, coi nè, báo đăng tin nhóm Ngũ Kim ký hợp đồng với công ty du lịch Vũng Tàu biểu diễn cho khách nước ngoài xem. Vậy à? Anh thấy không? Chỉ mới hoạt động có vài tháng mà ảnh của chị Hạnh với nhóm Ngũ Kim đã tràn ngập các mặt báo rồi. Mai mốt người ta thành siêu sao, ảnh vẫn hồng mà đến gần. Anh của mày không có cánh bay nên không dám lại gần các siêu sao đâu. Ờ, anh nói nghe hay lắm, nhưng mà sáng trưa chiều tối lúc nào cũng nghe anh than đau nhói bên ngực trái. Thôi bỏ công việc qua một bên, theo em ra Vũng Tàu gặp chị Hạnh đi. Đi ra khỏi phòng của anh ngay. Anh không thích em có mặt ở đây cứ lải nhải hoài chuyện của anh. Nhưng mà... Đi ra. Để từ từ em đi. Làm gì anh đuổi em như đuổi tà vậy? Em thấy anh sắp mất chị Hạnh, em tiếc giùm thôi. Anh không thương thôi còn bày đặt nạt nộ em nữa. Nhưng mà trước khi đi cho em nói với anh một câu. Quan niệm tình yêu của anh xưa lắm rồi. Bây giờ có phải là thời kỳ chiếm hữu nô lệ đâu, mà anh bắt người ta phải sống theo đúng khuôn phép của anh mới yêu. Xưa lắm rồi em cụ non. Chào anh. Chào Trâm. Anh, sao mấy hôm nay anh không ghé qua nhà em? Ba em nhắc anh hoài chuyện hợp đồng hợp tác gì đó. Còn em qua đây muốn nhờ anh dẫn em đi chơi, nhân tiện mình bàn tiếp. Em à, về chuyện đó thì anh cần phải suy nghĩ lại. Cần gì phải suy nghĩ lại? Người cần suy nghĩ lại lẽ ra phải là ba và em. Sao? Anh có đi không? Không được đâu em à. Bây giờ anh đang bận nha. Bận. Lúc nào anh cũng bận hết. Rủ anh đi chơi hàng chục lần, lần nào anh cũng bận. Anh mà không đoái hoài tới em hả? Đừng hòng làm ăn với ba em. Đồ công ty con rẹp mà cũng bị đặt làm phích. Thank you.
Chi con, dì hai đã đưa má con vô bệnh viện ăn bình mổ bao tử. Con vừa tới vô bệnh viện gấp. Chi, vô bệnh viện liền. Alo, chú Sáu đó hả? Đã tìm được nó. Alo, chú Sáu phải không? Cái gì? Ông lo. Có chắc là nó không? Trời ơi, tôi chết con tôi rồi. Ông lấy cái xe liền giùm tôi đi. Ông lấy cái xe liền giùm tôi đi. Đi đâu? Đi bệnh viện. Trời ơi, lẹ lên. Ông bỏ cái tách xuống coi. Trời ơi, tan gấp nhưng mà. Nhưng mà cũng đi với tôi chứ. Con Loan đâu? Trời ơi. Bà. Lẹ lẹ đi ông ơi. Nè, tụi con. Dạ thưa bác. Cô Loan đâu rồi? Dạ. Hả? Dạ. Cô Loan đâu? Dạ. Bác hỏi cô Loan đâu rồi? Loan ở trong phòng bệnh á. Dạ, nó trống á. Bà. Loan nó làm sao rồi? Có nặng lắm không con? Loan nó làm sao rồi con? Dạ đâu có. Loan đâu có bị sao đâu. Loan đang ở trong phòng bệnh của má Chi. Bà phải bình tĩnh mới được. Tôi đã nói với bà nhiều lần rồi. Vậy mà chú nói là nó trong bệnh viện là sao? Tôi chưa kịp nói cô. Ra kìa. Má. Con. Má. Con nó đây chứ đâu. Bà cứ cằn nhằn tôi hoài. Má, mấy hôm bị ba đuổi đó má. Cái con phải ở nhờ nhà của Chi đó má. Rồi cái má Chi bị bệnh nặng nên tụi con phải chạy vô đây đó má. Má, con nhớ má quá à. Kìa Chi, bác sao rồi hả Chi? Má mình bị nặng lắm. Bác sĩ nói là phải cắt bao tử mới mong cứu sống nổi. Tuy là bệnh viện mổ miễn phí, nhưng mà tiền thuốc men phải tốn trên cả triệu đồng lận. Chi à, không sao đâu. Chi cứ ký tên cho bác mổ đi. Tụi mình sẽ lấy tiền của quỹ, rồi tụi mình sẽ ủng hộ thêm ha. Đúng rồi. Nè. Cầm đi. Cầm đi. Đừng có ngại, cầm đi mà. Cầm đi. Má. Tụi con à, lâu nay bác hiểu tụi con. Chỉ có bác trai á, ổng hơi khó tánh chút thôi. Phần đó không có bao nhiêu hết á, để đó bác lo cho. Cảm ơn má. Phải không ông? Bà thì lúc nào không phải. Dạ, cháu cảm ơn hai bác. Có gì đâu con. Bà chị nằm giường số mấy vậy? Dạ số 2. Bác vô thăm má chút nha. Dạ. Vô đây ông. Anh hai, cho em 600 đóng tiền học đi. Mới sáng ra gặp mặt mày là đòi tiền rồi. Xui xẻo quá đi. Có mình em là Út rồi, anh thương em cho chót đi anh hai. À, em biết rồi. Anh mới đi Vũng Tàu về phải không? Tao đi Vũng Tàu vì công việc. Có gì đâu mà phải thắc mắc mày. Alo. Chị Hạnh đó hả? Em là Quang nè, Quang. Hạnh à. Chị Hạnh có khỏe không? Đi đây. Sao? Có chuyện gì không em? Anh Minh sao rồi? Anh Minh khỏe không? Alo, Hạnh đó hả? Minh đây nè. Mà sao anh gọi em nhiều lần mà em không chịu bắt máy vậy? Alo. Alo, Quang nè. Chị Hạnh. Tiền nè. Đóng cái gì thì đóng đi.
rồi cút cho khuất mắt tao. Sáng ra gặp mày là xui cả ngày rồi. Anh hai, để em tiếp tục làm sứ giả hòa bình cho anh hai nghe. Dư đường trăm, cảm ơn anh hai. Quá đã, quá đã. Chi, Chi. Ủa, Mai. Má Chi sao rồi? Cảm ơn Mai. Tôi giải phẫu xong, má mình cảm thấy khỏe nhiều rồi. Xí nghiệp mới vừa thông báo tăng ca bữa nay. Chưa chắc gì tụi mình đã về được đúng 10 giờ. Nhanh lên. Được rồi, tụi em bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi, không sao đâu. Cậu sắp tới tiết mục của mình rồi kìa mày. Đúng là học tài thi phận. Lần này không ngờ mình sẽ rơi một cách đau đớn. Tại vì tay trống bị nạn. Nếu không được gì trong cuộc thi này, chúng ta trở thành những kẻ bất hạnh. Ủa, sao em mặc đồ này? Em không thể ra sân khấu được. Em phải sẵn sàng. Vì người mà em giới thiệu giờ này còn chưa thấy đến nữa. Nếu nó không đến, không lẽ anh thay thế được à? Nhưng bác sĩ bảo tay em còn đau, không thể cử động mạnh được. Biết vậy, nhưng em không thể bỏ ban nhạc trong lúc này được. Nhưng mà anh nói không được. Em nói được là được mà. Mỹ Bình, Mỹ Bình đến các bạn đến rồi. Xin giới thiệu với anh Hải nha các bạn. Đây là Mỹ Bình, hồi đó học chung khóa đánh trống với Chi. Mình đánh cũng tốt lắm, các bạn đừng có lo nha. May quá, có Bình thay thế cho Chi. Em ráng giúp giùm cho Ngũ Kim đoạt được giải cao trong cuộc thi liên quan lần này. Hên cho tụi này quá. Mấy bữa nay anh Hải cứ phải thế chỗ của Chi. Khi không cái nhóm mình có một tay trống là được rửa. Mỹ Bình ráng cố gắng lên nghe Bình. Khỏi lo, mình nhạy bén lắm, chỉ cần nghe các bạn chơi là mình có thể bắt vô được liền. Hãy tin tưởng mình đi. Bây giờ là đến phần biểu diễn của nhóm nhạc trẻ Ngũ Bình Kim. Ban tổ chức liên quan nhạc trẻ thành phố xin mời nhóm Ngũ Kim ra sân khấu. Trong chương trình biểu diễn hôm nay, tay trống trẻ Kim Chi của nhóm chúng tôi vì bị tai nạn bất ngờ nên không tham dự được. Thay vào đó, chúng tôi xin giới thiệu bạn gái thứ năm trong nhóm là tay trống Kim Bình. Chết, con mình đã đánh hồi đuôi rồi. Con hổn rồi, em phải ra mới được. Chi, tay em đau, đừng liền. Sao vậy em? Em đã đủ phương chứ cô. Phải chỉ là phối về.
Bảo đưa chị đi cấp cứu. Để lên. Bữa đây biến đâu mất tiêu hết rồi. Sau những ngày liên quan chung kết nhạc trẻ thành phố, nhóm nhạc trẻ Greenfield đoạt giải nhất, nhóm nhạc nữ Ngũ Kim được trao giải phong cách được khán giả yêu mến nhất, ca sĩ trẻ Kim Hạnh được giải vàng giọng ca nữ xuất sắc nhất của cuộc thi. Mời nhóm Ngũ Kim lên nhận huy hiệu vàng của thành phố. Mày vô trước đi. Thôi, anh vô. Cái thằng. Mày. Chào hai ơi. Chào. Mau lên vô. Ủa. Ê, Chào anh. Kính thưa quý vị khán giả, sau nhiều ngày hào hứng tham gia vòng chung kết, ban giám khảo quyết định trao giải thưởng được khán giả yêu thích nhất cho nhóm Ngũ Kim. Vỗ tay. Bây giờ xin mời anh Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hảo hạn Tatico, tức là Thức Tình Công Ty, đơn vị tài trợ chính cho cuộc thi, lên trao giải thưởng. Cả hội trường ngạc nhiên khi thấy các bạn biểu diễn xong biến đâu mất hết trơn. Hôm nay mình đọc báo mới biết Chi bị xỉu sau khi biểu diễn xong chương trình. Quang đã nhận huy hiệu thay các bạn. Mình xin trao huy hiệu vàng lại cho các bạn. Cảm ơn. Mày thì con nhỏ cầm đi. Còn đây là món quà nhỏ tặng cho các bạn để mai đồng phục. Cảm ơn mình đã hiểu nhóm của tụi mình. Còn anh kia. Đây là tất cả những gì em muốn. Từ hôm nay, nó cũng là kết quả mơ ước của anh. Chúc mừng hạnh phúc nghe. Đừng có giận nhau nữa nha. Ê, đừng có xa anh kỷ niệm nha. Các bạn sao vậy? Các bạn à, hôm nay mình hân hạnh mời các bạn đi ăn. Đồng ý không? Bye.
cho chúng một niềm tin. Thế giới trong tay ta bạn ơi là một thế giới đắm say ước mơ. Bầu trời thắp lên muôn vì sao và trong giấc mơ tôi thấy nàng cùng bao tình tu đến quanh tôi. Chờ tiếng gọi nhập học cho Dung nè. Trường lấy thêm 10 sinh viên, trong đó có Dung. Hay quá, cảm ơn cuộc đời. Chia sớt tình người dù mai sau ra sao ta vẫn thế, vẫn là ta đang sống giữa mọi người. Năm cô gái yêu đời vì thương yêu nên ca hát ngàn lời. Dù mai sau ra sao ta chưa biết, nhưng hôm nay phải sống với tình người. Đời yêu ta và người người yêu ta, đừng mơ chi trên ngàn sao thăm thẳm. Tình trăng hòa bao trái.